Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại với tôi tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của máy Xiaomi Redmi 8 nhé. Đây cái mã của nó, đây các bạn, nếu các bạn mua máy nào các bạn biết rồi. Để khôi phục cài đặt gốc thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Ta sẽ vào phần giới thiệu điện thoại. Đây, Redmi 8 64GB RAM 4GB nhé. Rồi bây giờ ta sẽ vào phần đặt lại dữ liệu gốc. Ta sẽ chọn và xóa tất cả dữ liệu ở đây. Chúng ta phải có cái mật khẩu này nhé. Nếu không có các bạn xem hướng dẫn xóa mật khẩu màn hình ở dưới này. Và phải có nhớ tài khoản Mi, tài khoản Google nhé. Nếu bạn quên thì bạn xem những cái video hướng dẫn của mình bên dưới nhé. Rồi nó sẽ cho các bạn 10 giây để cho bạn suy nghĩ kỹ các bạn có xóa được không. Trước khi thực hiện bước này các bạn cần sao lưu ảnh, video, danh bạ, tất cả các thứ dữ liệu sang máy và thẻ nhớ nhé. Tiếp theo, nó sẽ tiếp tục hỏi một lần nữa. Vì khi thực hiện bước này thì máy sẽ về trạng thái xuất xưởng ban đầu. Ok, bây giờ máy sẽ khởi động lại và xóa toàn bộ nhé. Rồi sau khi các bạn đợi 3-5 phút thì máy sẽ hiển thị cái dòng chào mừng MIUI 12 này. Ta sẽ ấn vào mũi tên này để bắt đầu. Ngôn ngữ ta sẽ chọn tiếng Việt, các bạn sử dụng tiếng khác các bạn chọn nhé. Việt Nam, khu vực là Việt Nam. Rồi điều khoản điều kiện ta vuốt xuống chọn tích vào ô này. Ấn mũi tên. Ta sẽ bỏ qua bước này. Ấn vào đây. Mũi tên nhé. Mạng, nếu các bạn không có chữ bỏ qua thì ta vào bị cái khóa ở trên này thì các bạn sẽ bị tài khoản Google hoặc tài khoản Mi nhé. Ta sẽ bỏ qua. Ở dữ liệu Google ta vuốt xuống cần chấp nhận. Ở mật vân tay mật khẩu hóa mình ta ấn nó bỏ qua. Bước này ta ấn vào đây. Cái này ta cứ bình thường ấn cứ chọn mặc định đi, ấn đây đi. Rồi cài đặt hoàn tất, ấn mũi tên. Rồi ok, như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện là khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng con máy Xiaomi Redmi 8 thành công. Nó đang ở MIUI 12 nhé. Chúc bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.